kính chào quý khán giả. Cảm ơn quý vị đã đến với chương trình Người Việt trên đất Mỹ của tuần này trên băng tần 14.5 của đài CBN TV. Kính chúc quý vị một ngày thật an lành và hạnh phúc bên gia đình. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng tôi mời một vị khách đến với chương trình để mà nói về một dịch vụ đang phục vụ trong cộng đồng của chúng ta. Trong phòng thu hình của chúng tôi có một gương mặt rất là quen thuộc với chúng ta, đó là chị Christy Thái. Và hôm nay chị Christy Thái sẽ là người với Thu Hà làm hướng dẫn chương trình của ngày hôm nay. Và vị khách trong tuần này đó là anh Doãn Hưng. Xin kính chào anh Doãn Hưng và rất cảm ơn anh đến với chương trình của đài CBN TV. Mời anh gửi lời chào đến khán giả. Xin kính chào quý vị khán giả của đài CBN. Xin cảm ơn Thu Hà đã mời cho tôi đến trong ngày hôm nay. Dạ vâng. Anh Doãn Hưng cũng là một người cũng rất là quen với cộng đồng của chúng ta, đã sinh hoạt trong cộng đồng với chúng ta trong truyền thông báo chí. Nhưng mà hôm nay thì anh đến với một vai trò khác. Thì một hồi Thu Hà và Christy sẽ giới thiệu một ít về anh. Nhưng mà anh Doãn Hưng là đại diện cho văn phòng cựu dân biểu Harley Ruda đặc trách với cộng đồng Việt Nam. Và có một cái mà chúng tôi cũng kính thưa với quý vị là trong mùa pandemic, hả Christy ha? Rất là nhiều tổ chức trong cộng đồng của chúng ta, rất là nhiều cá nhân trong cộng đồng của chúng ta đã làm, đã vẫn tiếp tục làm cái công việc phục vụ cộng đồng, phục vụ người dân với nhiều hình thức khác nhau. Thì Christy có thể hỏi anh cái văn phòng của cựu dân biểu Harley Ruda ở trong cộng đồng là làm cái gì? Dạ, thì có đọc một cái bài báo là về cái văn phòng của cựu dân biểu Harley Ruda đó anh. Thì cái vai trò của văn phòng mình làm là về cái phục vụ cho cộng đồng là về cái gì ạ? Dạ vâng, thì văn phòng của chúng tôi là mục tiêu chính mà tôi là người đặc trách về cộng đồng gốc Việt. Thì cái mục tiêu rất là đơn giản, tức là làm sao đó để mà tiếp xúc với cộng đồng gốc Việt. Dạ. Cái vai trò của anh trong cái văn phòng là làm cái gì? Chúng tôi đơn giản là tôi được giao nhiệm vụ là làm sao mà để gần gũi và tiếp xúc với lại cộng đồng gốc Việt một cách tốt nhất cho văn phòng. Thì dạ, khi mà tôi được giao nhiệm vụ đó thì tôi nghĩ rất là đơn giản thôi. Dạ. Tức là đối với cộng đồng mình, nếu mà chúng ta giúp đỡ được những người gặp khó khăn ở trong những hoàn cảnh khác nhau, dạ, thì đó là cái cách tốt nhất mà để mà mình có thể xuất hiện trước cộng đồng. Đó là vì lý do tại sao chúng tôi đã mà làm thử nghiệm trước một cái chương trình mà chúng tôi tạm gọi là chương trình trợ giúp vấn đề điền đơn để thi quốc tịch miễn phí. Yeah. Đó là một cái đó rất là hay. Và và không biết Christy có biết là trong cộng đồng chúng ta thì có những dịch vụ mà rất hữu ích cho cộng đồng. Yeah. Mà Thu Hà thấy là về cái gì mà liên quan tới di trú ha. Yeah. Cái gì liên quan tới sức khỏe là hai cái mà cộng đồng Việt Nam mình rất là quan tâm. Yeah, yeah. Đúng không? Dạ đúng đó chị. Thì bây giờ nói về di trú thì trở lại với câu hỏi của Christy á, là cái văn phòng di trú mà hồi nãy được thấy trên màn ảnh là báo Người Việt cũng có đăng trong tuần qua rất là đắt hàng. cái chữ đắt hàng được coi đã trong một kép. Yeah. Thì nếu anh có thể cho chúng em biết á, là cái văn phòng mà đã mở cửa ở Hồn Hào và ở địa điểm ở đâu? Dạ thì chúng tôi mở cửa lần đầu tiên để làm cái dịch vụ này vào ngày thứ Bảy 24 tháng 4 vừa qua. Và địa điểm chúng tôi chọn là văn phòng Zippos ở ngay cái khu vực trung tâm của Little Sài Gòn. Mà cái địa điểm này cũng chính là vào năm ngoái, khi mà ông dân biểu Harley Ruda còn tại chức, chúng tôi cũng chọn văn phòng này để trợ giúp cư dân của địa hạt 48. Ồ, dạ vâng, thì cũng giờ biết là cũng có nhiều cái là nhiều người dân cử mà khi mà đã không còn là dân cử nữa thì thường thường là về gọi như là hồi hưu ha, nhưng mà cũng có nhiều vị dân cử mà vẫn tiếp tục phục vụ cho cộng đồng cũng là một điều rất là tốt. Nhưng mà khi mà nói về di dân á thì di trú á, những cái di trú thì những cái dịch vụ di trú giúp đỡ trong văn phòng á, là về điền đơn thi quốc tịch theo như em biết trên cái bài báo. Thì khi mà nói về điền đơn thi quốc tịch thì anh có thể cho biết là cái rườm rà giấy tờ nó như thế nào? Dạ. Yeah. Thì
thực ra vì chúng tôi cũng có nói rõ trong cái những cái bài báo chúng tôi gửi cho cư dân đó, tức là chúng tôi cái nhiệm vụ chính của chúng tôi là giúp cư dân điền hai cái mẫu đơn chính. Thứ nhất là mẫu đơn gọi là N400, tức là mẫu đơn để mà xin thi quốc tịch, và cái mẫu đơn thứ hai là I912, đó chính là cái mẫu đơn để mà được miễn lệ phí thi quốc tịch. Vấn đề là cái mẫu đơn này, nó từ hai mẫu đơn này điền nó tương đối khá phức tạp, thành ra đối với những cư dân mà không rành tiếng Anh thì chúng tôi sẽ giúp họ hiểu được cái đó và điền cho họ trên máy vi tính, xong rồi chúng tôi sẽ in ra cho cư dân để mà dùng cái mẫu đơn đã điền đầy đủ để mà nộp cho sở di trú. Tuy nhiên vì chúng tôi cũng nói rõ là vì lý do chúng tôi không có phải là luật sư, thành ra chữ chúng tôi chỉ trợ giúp điền đơn thôi, còn tất cả những trường hợp mà khó khăn, trường hợp mà gặp về vấn đề hồ sơ pháp lý, chúng tôi đều đề nghị là nên gặp những cái văn phòng luật sư di trú để được giúp đỡ một cách hợp lý và hữu hiệu hơn. Dạ, cho em hỏi các ngang cái câu của anh Hưng ở đây, là khi mà mình trong cái giống như là hiện tại thì có rất là nhiều sắc dân họ đang cần thi quốc tịch. Khi mà anh nói cái đơn 4N400 đó là họ chỉ có tiếng Anh thôi, họ không có cho tiếng Việt cho người Việt hả anh? Dạ không. À. Tại vì cái mẫu đơn N400 là người ta phải biết điền bằng tiếng Anh, tại vì người ta sẽ đi thi bằng tiếng Anh nếu người ta không hội đủ một số điều kiện. Ok rồi, còn khi mà cho em hỏi sâu như chút xíu nữa, khi mà mình học bài đó là bằng tiếng Anh hay là tiếng Việt anh? Đại đa số trường hợp đi thi là người ta sẽ phải thi bằng tiếng Anh. Nhưng mà khi mà trong cái chúng tôi có phát cho các cái người đến xin trợ giúp một cái bộ, chúng tôi gọi là bộ đề thi để mà học cái môn công dân và 100 câu hỏi. Thì trong cái bộ đó chúng tôi chuẩn bị thì chúng tôi có phụ chú bằng tiếng Việt để cho người học, người ta có thể tự đọc cái đó và người ta tự hiểu câu hỏi và tự hiểu phần trả lời. Dạ, cái này quan trọng lắm, tại vì xin lỗi là nhiều khi mình cứ nghĩ là mình người Việt, mình có nhiều ngôn ngữ khác nhau cho nên họ sẽ cho mình thi tiếng Việt, nhưng mà giống như anh Hưng vừa chia sẻ ra qua đó là không phải là như vậy, họ phải đủ điều kiện được tiếng Việt và trên cái đề mà bên văn phòng mình hỗ trợ đưa ra thì có song ngữ luôn. Dạ song ngữ. Dạ đúng ok rồi. Cảm ơn anh. Dạ. Có một cái câu hỏi mà khi anh nói là cần hai cái đơn, một cái là để điền đơn quốc tịch, một cái là để được miễn trả tiền lệ phí. Đúng rồi. Thì anh có thể chia sẻ là như thế nào để hội đủ điều kiện để được miễn trả tiền lệ phí hay không? Nói chung thì cái đó nó sẽ tương đối nó hơi phức tạp, trong cái sở di trú họ có hướng dẫn rất rõ. Nhưng mà cái một may mắn cho khi mà chúng tôi trả lời gọi các cái cư dân gọi phone đến thì chúng tôi luôn luôn hỏi là quý vị có được Medicare hay không, quý vị có được food stamp hay không. Thì nếu mà quý vị được một trong hai cái đó là quý vị đã đủ hội đủ điều kiện để được hưởng cái điều kiện để mà được miễn lệ phí. Tức là nói một cách tóm tắt là khi mà bất cứ cư dân nào mà đang được hưởng trợ cấp bằng những cái hình thức này hoặc hình thức khác, đúng rồi, thì coi như được Medical và food stamp là một trong hai điều kiện đó, là được chứng minh là quý vị đã có thu nhập thấp và quý vị sẽ được miễn lệ phí thi quốc tịch. Thì không biết là bây giờ khi mình nói tới miễn lệ phí là thật ra tiền lệ phí bây giờ thi quốc tịch là bao nhiêu vậy? Em lâu quá rồi em cũng không biết luôn. Là nó lên tiền thì khoảng 700 mấy, tôi không nhớ rõ nhưng mà trong nó ghi rất là rõ. Nhiều tôi ha. Nghĩ khoảng 700 mấy. 700 mấy mà được miễn cái tiền đó cũng là rất là đỡ cho người dân lắm đó. Nhất là mùa Covid này, thành ra đây là một cái dịch vụ rất là hữu ích cho cộng đồng của chúng ta. Để mà trở lại với văn phòng thì có thể Christy giúp là văn phòng mà mở ngày hồi 24 tây phải không? Dạ 24 là ngày đầu tiên, 24 tháng 4 là ngày đầu tiên. Thì bây giờ cái số người mà cái ngày đó đến là tại vì chưa đặt hàng. Em có tưởng tượng là sẽ có nhiều người xếp hàng từ ngoài đường vô, thì anh nghĩ là bữa đó anh giúp được bao nhiêu người? Chúng tôi đã dự trù cái chuyện đợt đó trước, tại vì chúng tôi cũng lần đầu tiên làm, thành ra cũng không tưởng tượng được nó sẽ nhiều như thế nào. Thành ra chúng tôi nói những ai có nhu cầu thì xin gọi phone vào trước để sắp xếp. Thì trong vòng một tuần lễ chúng tôi nhận được khoảng 15-16 cú gọi, mà chúng tôi đã nhắm vào với cái số thiện nguyện viên như chúng tôi đang có thì chúng tôi chỉ giúp được tối đa 4 người. Thì hôm đó chúng tôi cũng gọi 4 người tới, rồi chúng tôi có hẹn những người khác là tiếp tục theo dõi và chúng tôi đã ghi đầy đủ thông tin của họ và chúng tôi sẽ gọi họ lại sau để mà trong cái kỳ phục vụ sắp tới. Dạ vâng, thật ra khi mà mình nói 4 người rất là ít, nhưng mà quý vị cũng thông cảm là tại vì mùa Covid văn phòng không thể nào mà có quá đông người trong một cái văn phòng.
tại vì nó có sự giới hạn về cách giữ khoảng cách. Dạ vâng, cho nên bốn người và số thiện nguyện viên như vậy thì cũng phải nói là cũng đã cố gắng để trong cái mùa COVID này. Trung bình thì mình khoảng cách một cái người thiện nguyện viên bao lâu để mà điền một cái hồ sơ cho người ta? Một cái hồ sơ khi mình điền cái mẫu N400 và I912 đó thì mất khoảng chừng từ 1 tiếng rưỡi tới 2 tiếng điền hai cái đó. Wow, lâu vậy thì hả? Bởi vậy thành ra chỉ một ngày chúng tôi chỉ giúp được 4 cư dân là vì lý do wow. Chúng tôi em chỉ làm từ 10 giờ tới 2 giờ. No. Em thì nghĩ lâu hơn chị, em tưởng 30 phút. Tại vì nhờ giống như những cái câu hỏi là tên tuổi, ngày sinh, rồi thí dụ họ hỏi in the past mình có làm những cái gì criminal hay là có những cái activity gì mà không có đúng không, kiểu như vậy đó, cho nên em nghĩ là khoảng 30 phút mà chị cho nó còn có 50 phút. Một tiếng rưỡi tới 2 tiếng. Rất là lâu. Dạ. Vậy như vậy thì phải nói là cái như vậy thì khi mà văn phòng sẽ có dự tính vẫn tiếp tục mở cửa để phục vụ thì anh nghĩ là sẽ có những cái số điện thoại thường trực để mà mọi người gọi vô để lấy hẹn trước và lấy hẹn theo ngày, thì như vậy cho dễ dàng cho những người thiện nguyện viên hơn. Và chúng tôi sẽ chia sẻ thêm vào phần thứ hai. Xin quý vị đừng rời khỏi màn ảnh, chúng tôi sẽ trở lại vào một vài thông tin thương mại. Xin cảm ơn.